văn nghệ Sài Gòn, thương tiếc dịch giả nhà văn Mai Sơn vừa tạ thế. Trên trang Facebook của nhạc sĩ Tuấn Khanh có chia sẻ: dịch giả nhà văn Mai Sơn sinh năm 1956, mất năm 2023. Ông tạ thế ở Long An vào 12 giờ tối ngày 24 tháng 12 năm 2023. Mai Sơn là một trí thức điển hình mang đầy trong mình văn hóa miền Nam cũ, thế hệ khát khao học hỏi, thận trọng khai phá, tâm hồn đầy thơ mộng như những bậc tiền bối Mai Thảo, Phạm Công Thiện, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Hiến Lê. Mai Sơn từng có một thời gian dài làm việc ở ban tu thư Đại học Hoa Sen trong việc xây dựng nền tảng tri thức cấp đại học. Anh cũng là thành viên ban giám khảo nhiều năm của Giải thưởng Văn Việt, một tập hợp tri thức văn chương độc lập, khởi xướng bởi nhà văn Nguyên Ngọc. Chính vì vậy, gần cuối đời, anh cũng gặp khó khăn trong công việc, thậm chí được biết phải rời khỏi công việc của mình ở khối đại học. Mai Sơn để lại nhiều tác phẩm dịch thuật triết học, văn học. Những năm cuối đời, bản dịch cuốn Finding the Dragon Lady năm 2016, tác phẩm mới nhất về cuộc đời bà Trần Lệ Xuân, viết bởi Monique Rinson Demery, đã tạo sự kiện trong cộng đồng yêu lịch sử. Nhưng không lâu sau đó, tác phẩm này bị thu hồi vào tháng 6 năm 2016, không phát hành vì bị coi là nhạy cảm. Nhà văn Mai Sơn cũng đã để lại một truyện dài hết sức tâm huyết, tiểu thuyết hóa các dữ kiện có thật về các cuộc biểu tình chống đặc khu 99 năm cho Trung Quốc và nhiều chi tiết khác về đời sống xã hội chính trị trong nước, xuất bản bởi Barnes & Noble năm 2019 ở Mỹ với tựa đề Tháng Năm ở Đại Trại. Tác phẩm cũng được trích đăng một phần trang Nhà Văn Việt. Tiễn Anh, một trí thức, người hiền, luôn khát khao được sống và được yêu cuộc sống. Và tiếp theo là sự chia sẻ của nhà văn Nguyễn Đình Bổn trên Facebook. Tạm biệt anh Mai Sơn. Sáng sớm thức dậy, Quân, em trai anh nhắn, anh Sơn đã đi rồi anh. Biết ngày này sẽ đến, anh Sơn đã phát hiện bệnh khó chữa từ những ngày đầu dịch mà vẫn thấy buồn. Mai Sơn đã miệt mài viết và sống như một trí thức miền Nam. Anh có ước vọng khơi dậy tinh thần và học thuật triết học trong lớp trẻ, dù chưa thành công vì sự đứt mạch triết, ngay cả khái niệm này cũng bị cố tình dạy sai sau năm 1975. Bỗng nhớ những ngày đi biểu tình chống Trung Cộng tại Sài Gòn. Khi nắng lên, mỏi chân tôi tấp vô, chở anh nhập đoàn. Chúng ta ít nhất đã có những khoảnh khắc đã sống. Tạm biệt anh. Và sau đây là lời chia sẻ của phóng viên Trần Ngân Hà. Anh Mai Sơn đi chơi tiếp rồi. Lần này đi thật xa về nơi nước Chúa. Xin tiễn anh đi trong an lành. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cho đi lại từ đầu. Chúng tôi nghe tin anh đã chìm sâu vào hôn mê, vội bắt xe xuống tới nhà. Buổi trưa, ngày đông chí, nắng hanh hao và lòng tôi bình lặng ngay từ lúc nghe tin. Tôi cúi xuống
thì thầm với anh: "Này, anh đã từng là chiến binh của sự sống. Giờ đến lúc anh có thể cởi bỏ áo giáp, gác bút nghiêng và hãy nhận lấy bình yên đến giây phút cuối cùng." Tôi nắm lấy bàn tay anh, nhắm mắt và cầu nguyện. Khi tôi bước ra ngoài, người bạn khoác vai tôi và nói: "Hà đeo thánh giá và đọc kinh vãng sanh." Tôi mỉm cười, đã là phút giây trở về với tánh không, thì tất cả đều là không cả. Thế nên, chấp vào điều gì cũng thấy phi lý. Chỉ có lời cầu nguyện an ủi là giúp cho chúng mình mau chóng trở về con đường đã từng bước đi và trở về. Rồi lại tiếp tục như hạt bụi trên tinh cầu để tái sanh ở một nơi thật an lành. Như cây cỏ nó héo tàn có đau đớn gì đâu, thi sĩ Trần Tiến Dũng nói. Ngân Hà, Sài Gòn, ngày 22 tháng 12 năm 2023. Một đoạn nhạc của nhạc sĩ Đức Tiến, một người em, văn nghệ của nhà văn Mai Sơn, có chơi đoạn nhạc ngắn như là nén hương lòng tiện anh.